cuối tuần. Chúc tất cả các anh chị em nhà mình có một ngày nghỉ thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình. Và trong ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu tất cả các anh chị em nhà mình một bộ bàn ghế trống được làm trên chất liệu gỗ lũ nghiến. Vâng ạ, như các chị em nhà mình đã thấy thì trong những cái video hay là những cái sản phẩm mà bên em đưa ra thị trường thì đó là những cái bộ bàn ghế trống trên chất liệu gỗ cẩm, đúng không ạ? Nhưng mà với cái mẫu này đây thì đây là mới là những cái sản phẩm mà bên em vẫn là hàng để mộc mà đang, và đây ạ, cô thợ thì đang đánh giấy ráp các bác nhà mình nhá. Thì với tác phẩm này bên em thì mới chỉ là quét lót một nước thôi, còn chưa có BU ạ. Thì các bác nhà mình đã thấy là nổi bật lên những cái đường hoa lu rất là đẹp. Và hiện tại đây thì em đang có hai bộ bàn ghế trống ạ. Hai bộ bàn ghế trống trên chất liệu gỗ lu nghiến, và từ cái dáng bàn này đến cái dáng đôn thì vô cùng là thanh thoát các bác nhà mình nhá. Thì không biết là anh chị em nhà mình còn đang thiếu những cái bộ bàn ghế nghiến không ạ? Thì các bác nhà mình có thể là cùng bên em theo dõi trong cái video này nhá. Thì các chị em nhà mình ơi, với một bộ bàn ghế trống này đây thì các chị em nhà mình nhìn thấy là cái dáng nó rất là đẹp, đúng không ạ? Dáng rất là đẹp. Và với những cái bộ bàn ghế này thì những anh chị em nào nhà mình mở cái không gian nhỏ và vừa thì các bác nhà mình kê cũng rất là thích hợp nhá. Bộ bàn ghế này thì chỉ cần không gian tầm 4m² trở lên thôi là các bác nhà mình đã có thể là kê ngay được một bộ bàn ghế này rồi. Và đây bây giờ thì em sẽ quay các bác nhà mình xem cận kẽ từng chiếc đôn hay là đến cái chiếc bàn, và hàng vẫn là để mộc, xem là cái đường vân cũng như là cái cách người thợ làm những cái phần mộng ra sao nhá. Thì các chị em nhà mình thấy là với một cái bộ bàn ghế đôn trống như này đây thì bọn em là gồm một bàn và 6 đôn nhỏ nhá. Thì bàn này thì có chiều cao lên đến tận là 71 và đường kính là 77. Còn đôn này thì cao là 48 và đường kính là 28 các bác nhà mình nhá. Cái dáng nó cao hơn những cái bộ bàn ghế bình thường tầm 3 phân đấy ạ. Tại vì với những cái chiếc bàn bình thường thì như cái mặt bàn này thì có thể là chỉ cao đâu phải cao hơn chục phân đấy ạ. Tại vì với những cái chiếc bàn chống cẩm thì với cái mặt bàn này nó chỉ cao được là tầm 60 đến 63 thôi, nhưng mà với cái bàn này của em thì cao đến tận là 71. Và đôn cũng vậy, đôn thì bình thường những cái bộ ghế cẩm thì đôn chỉ cao được tầm 35, nhưng mà với bộ ghế này thì cao lên đến tận là 48 các bác nhà mình nhá. Nên là các anh chị em nhà mình nhìn thì cái dáng nó rất là thanh luôn ạ. Và bộ bàn ghế này thì các bác nhà mình nhìn thấy từ những cái phần mặt đôn này, đây ạ, từ những cái phần mặt đôn nhá thì cũng là hàng tuyển chọn của bên em ạ. Vân nu rất là đẹp luôn. Hàng này thì bên em mới là tẩy và quét lót thôi, chưa có BU các bác nhà mình nhá. Nên là các anh chị em nhà mình chưa nhìn được cái màu thực khi mà hoàn thiện đâu ạ. Khi mà lên thì cái màu nó sáng vàng rất là đẹp luôn. Còn đây là cái phần mặt bàn này. Thì với những cái hàng mà chống cẩm thì các anh chị em nhà mình thấy là mặt thì không thể nào là mặt liền được, đúng không ạ? Mặt là có ghép, nhưng mà với cái mặt nghiến này của em đây thì là mặt liền nhá. Cái mặt phần trong này là liền, còn các cái phần khung tranh ở xung quanh đây thì bắt buộc là vẫn phải ghép để tạo nên một cái đường viền cho nó ổn định các bác nhà mình này. Thì anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy đây là hàng mới, gọi là mới quét lót. Thì anh chị em nhà mình thấy nhìn từ những cái đường viền này, thợ làm rất là khít luôn, từ những cái mối lối đấy ạ, thì thợ làm rất là khít nhá. Và đường viền đây thì với cái mẫu này thì không phải là có những cái hạt trống như là cái dòng cẩm, mà thợ bên em sẽ làm chỉ và khung tranh luôn ở phía dưới này. Thì anh chị em nhà mình thấy này rất là đẹp luôn, từ những cái đường lu nhá. Đường lu còn trên cái mặt bàn này thì các bác nhà mình nhìn thấy không ạ? Nhìn tạo như là một bức tranh luôn các bác nhà mình nhá. Những cái đường hoa lu rất là bắt mắt luôn ạ. Và cái mẫu này thì anh chị em là nhà mình mà yêu thích quan tâm thì cũng đừng bỏ lỡ nhá. Và đây em sẽ quay luôn cả ở phần dưới khung bàn cho các anh chị em nhà mình xem này. Đây dưới khung bàn thì bên em là làm luôn hai cái phần thanh đỡ này các bác nhà mình nhá, để cho cái mặt bàn nó được chắc chắn hơn. Và với những cái phần mặt bàn như này thì giày là sẽ rơi vào tầm 1/3 đến 1/5 các bác nhà mình nhá. Đây như cái phần viền tranh này đây ạ. Các anh chị em nhà mình thấy không? Làm rất là đẹp luôn. Và từ những cái phần khung bàn này, đây ạ, khung bàn nhá, là không có chóp ghép luôn, là nguyên những cái phần khung này là nguyên một phôi gỗ luôn các bác nhà mình nhá. Đấy ạ, rất là chắc chắn luôn. Và cái bàn này thì thực sự là cái mẫu này là mẫu mới ra của bên em. Mẫu mới ra của bên em nên là rất là mong sự ủng hộ của các bác nhà mình. Hôm nay thì em có hai bộ nhá. Em có hai bộ đây. Một bộ này thì người thợ đã đánh nháp xong rồi và đã quét full knot rồi, full knot lần 2 rồi. Còn đây, có bộ này thì thợ đang đánh dở này. Đấy ạ, thì mới đánh được những cái phần đôn này đây. Và bàn thì đây, các anh chị em nhà mình thấy là bàn này thì cũng chưa có đánh nhá. Thì các anh chị em nhà mình thấy là cũng đã lộ ra những cái đường vân rất là đẹp rồi. Đấy ạ. Vân nhìn rất là độc đáo, cả lu này, cả những cái đường vân chun chóp các bác nhà mình nhá. Và ngoài ra thì những cái bộ đôn, những cái chiếc bàn đôn trống này thì bên em còn làm cả cái phần những cái bộ ghế móc thúng. Thì đây các anh chị em nhìn thấy là em còn có cả những cái bộ bàn ghế nghiến móc thúng này. Đây ạ, bộ bàn ghế nghiến móc thúng rất là đẹp luôn. Hàng này thì cũng chưa có xử lý BU gì, cũng vẫn là hàng để mộc thôi các bác nhà mình nhá. Vẫn là hàng để mộc, mà lu thì hàng đều là hàng tuyển chọn hết ạ. Nên là hôm nay thì em quay cho các bác nhà mình xem một cái video mà chuyên về những cái dòng gỗ nghiến nhá. Nếu mà anh chị em là nhà mình quan tâm thì các bác nhà mình có thể là liên hệ qua số Zalo của bên em nhá.
đó là 0338 528 529 thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo thêm nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình ạ.